Mẹ hỏi ở lớp con khóc thì cô bảo như nào, bé trai tả lại khiến cộng đồng mạng nhìn ra cái nét cô giáo luôn. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cưng xỉu của một bé trai khi trả lời câu hỏi của mẹ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, sau khi nghe mẹ hỏi ở lớp con khóc thì cô bảo như nào, bé trai mặc dù tuổi còn nhỏ, nói còn chưa sỏi, thế nhưng ngay khi nghe hỏi đến tình huống quen thuộc ở lớp, cô bé liền quay qua đưa ngón tay từ ngoài vào trong, vừa nói vừa kết hợp với khuôn mặt và thần thái khiến cư dân mạng bật cười, vì cái nét này là nét của cô giáo không thể nào trật bài hơn nữa. Đi sang nào, thế bây giờ con nói đi, thử ở lớp con mà khóc cô bảo như nào? Đoạn video ngay sau khi được người mẹ đăng tải, mặc dù chỉ dài vỏn vẹn mấy giây nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng. Không ít các bình luận hài hước được để lại như: cô nào vào nhắc cháu như vậy vào nhận ngay kìa, y cái nét của cô luôn, không lệch đi đâu được. Xem lần thì thấy cháu nó miêu tả, xem lần hai là thấy luôn cô giáo của con mình luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.